Được camera hành trình ghi lại tại ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, một đối tượng đi phía sau cố tình đâm mạnh vào đuôi xe của người phụ nữ dừng đèn đỏ phía trước để gây sự chú ý. Khi người phụ nữ này quay lại, một đối tượng khác nhanh tay giật túi xách treo phía trước rồi phóng đi, nhanh đến nỗi người phụ nữ này còn chưa hề hay biết đã bị mất đồ. Cũng với thủ đoạn tương tự, vào trưa ngày 8 tháng 3, ba đối tượng này cũng dàn cảnh va chạm xe tại ngã tư Kim Mã Đào Tấn, lấy đi một túi xách bên trong có gần 5 triệu đồng của một phụ nữ. Ngay sau đó, các đối tượng này đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Minh Dương đã khai nhận thủ đoạn tinh vi, bài bản của ổ nhóm này. Dùng bánh xe trước của mình ngoắc vào chân trống hoặc chỗ để chân của người bị hại để do bên phải anh Thành lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản. Còn tôi có nhiệm vụ sau cùng để che chắn và cản trở sự truy đuổi của lực lượng vây bắt. Để thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp, các đối tượng này đã thay đổi toàn bộ vành đúc của các xe tay ga sang thành vành nan hoa cho dễ móc vào chỗ để chân của các nạn nhân. Là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự, trên xe các đối tượng này còn để sẵn nhiều hung khí, sẵn sàng ra tay tàn độc nếu nạn nhân chống trả. Như quý vị có thể thấy thì những cái con dao nhọn như thế này được để sẵn ở những cái vị trí gần sát với tay lái để tiện cho các đối tượng có thể ra tay nếu như mà gặp phải những người đi đường mà có cái hành vi hay là có cái ý định là chống đối lại. Cũng với con dao này, vào trưa ngày 8 tháng 3, trong khi bị lực lượng cảnh sát hình sự vây bắt, đối tượng Phạm Văn Thắng đã ra sức chống đối, đâm bị thương một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Đối tượng Thắng đã dùng con dao đâm lại cảnh sát hình sự, và mặc dù đồng chí Nguyễn Thành Nam, đội phó đội 5 đã văng con dao đi và vật đối tượng xuống đất, nhưng đối tượng vẫn cố tình lao theo để với con dao để đâm lại phía sau hòng tẩu thoát. Có hai tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng Thắng vừa hoàn thành án tù 19 năm. Ra tù chưa được một tháng, Thắng tiếp tục cấu kết với các đối tượng khác để dàn cảnh cướp đồ người đi đường. Không muốn bị lĩnh thêm án tù vì tội chống người thi hành công vụ, Thắng ra sức bao biện cho hành vi của mình. Em choáng qua bác ạ, em dậm xe lên thì cầm con dao vẩy lại đằng sau thì không may vào cái tay anh ấy, cũng không biết anh là công an, về đây mới biết là anh là công an. Theo công an thành phố Hà Nội thì các đối tượng này chỉ nhắm vào phụ nữ, địa điểm tổ chức mai phục thường là trước cửa ngân hàng hoặc các địa điểm có nhiều tiền. Sau đó đi theo đến ngã tư, khi nạn nhân dừng đèn đỏ thì sẽ ra tay. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nên để túi xách hoặc đồ có giá trị ở trong cốp xe, không nên treo phía trước hoặc để dưới chân, dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng lưu manh. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.